Người dân Singapore đang trải qua thời gian bi quan nhất về nền kinh tế kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008-2009 trong bối cảnh nỗi lo về chất lượng cuộc sống, thu nhập và việc làm đang ngày càng ta cao. Theo khảo sát của Mastercard cho biết, chỉ số niềm tin của người dân Singapore giảm xuống còn 33,6 trong nửa đầu năm 2016 từ mức 44,3 của 6 tháng trước. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 6 năm 2009, trong bối cảnh GDP của Singapore đã giảm 4 quý liên tiếp. Mastercard cho biết đây là một sự suy giảm đáng kể khi so sánh với mức thấp nhất của châu Á là 32,1 của Hồng Kông. Bộ Thương mại của Singapore đã giảm dự báo tăng trưởng cho năm 2016 sau khi mức tăng trưởng quý 2 không được như kỳ vọng. Các chuyên gia dự đoán Singapore sẽ tăng trưởng 1,8% trong năm nay, mức thấp nhất kể từ năm 2009. Tỷ lệ thất nghiệp của Singapore đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 5 năm khi có đến 3% dân số thất nghiệp trong quý 2 năm 2016, cho thấy sự chững lại của nền kinh tế.